Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2023. Nhìn chung, các chỉ số đều tăng so với năm 2022 nhưng còn chênh lệch giữa các bậc học. Cụ thể, điểm hài lòng chung của phụ huynh năm 2023 đạt 4,51 điểm, năm 2022 đạt 4,48 điểm. Riêng điểm hài lòng chung của học sinh là 4,53 điểm, năm 2022 đạt 4,37 điểm. Tuy nhiên, trong từng cấp học, các chỉ số cao nhất ở bậc mầm non và giảm dần từ cấp tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Kết quả này cho thấy yêu cầu và đòi hỏi của xã hội đối với ngành giáo dục ngày càng cao hơn ở các cấp học lớn. Bên cạnh những mặt tích cực, kết quả khảo sát cũng cho thấy một số điểm còn hạn chế cần khắc phục của các cơ sở giáo dục, trong đó tiêu chí đạt tỷ lệ hài lòng thấp nhất là cơ sở vật chất trường học. Trên cơ sở phân tích kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu cho biết, ngành giáo dục thành phố sẽ xác định những mục tiêu cụ thể cho năm học mới, mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục công lập.